Hello, này là mình đây. Hôm nay mình sẽ đi review gọi là vườn cây người ta. Họ cho mình vào review. Mọi người cùng theo dõi mình nha. Xem có những cây gì này. Cái này hình như cây không biết. Cái kia thì cây cây kia mình cũng không biết. Hình như cầu khang à bò. Mọi người lấy không được. Đây này mọi người. Một cái miếng. Họ vừa gọi là đi tạp về được chọn. Mới trồng được có mấy ngày thôi. Mình thấy một chú chim này. Rồi thì mình ném lên xem mẹ nó có tụ không. Không có em mọi người nha. Đây. Cái gì đây mọi người? Chính nó lắm. Xem họ đào cái miếng. Phí hết của trời cho. Chặt bớt một đây của nó. Mẹ nó mấy cái men này thì mẹ mà quay cho thực tế xem nào. Cái lời lời bố mà lại trừ lương mà bây giờ đi có mấy cây mình không biết ạ. Mọi người thông cảm mà ai biết thì vào comment cho mình nha. Đây này mọi người, mình vừa phát hiện ra một cây gì con giống rất giống với cây vú sữa, nhưng mà không biết phải không, vỏ nó rất cứng. Đây mọi người, mình ra kiểm cây bên nó gần không, mình chỉ biết rồi. Ai biết thì vào comment cho mình nhé. Mình thì mình không biết. Bây giờ mình đang quay về. Hôm trước mình có review mấy cái cây mà gọi là cổ thụ ạ. Mình có review rồi. Thì mình review lại cho các bạn nhé. Tầm chip tầm nóng quá con nhà, chắc phải về ngồi nghỉ đi, ăn nóng quá. Pem
trong không gian thật tiếng là hút thuốc lào Nghệ An. Anh em cái điều cay đã quay nè. Cái nó mà lá nhân vật chỉ như là đi. Cái đó họ mà lá nhân vật chỉ như là. Ô pèm 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 super hèm pèm pèm. Mọi người biết cái này cái gì nha? Đấy, mọi người biết cái gì không? Không biết mình làm lại cho. Mọi người biết cái gì không? Mọi người bảo rẻ. Không phải, no 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 no. Dao á? No 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 no. Xem lại đi. Ok, đoạt đi. Cây à? No. Đây là gì? Anh cho các em nhìn kỹ lại một lần nữa. Cây. Chỉ có cây. Không phải đâu em mà. Đây chịu em rồi. Cái này kiểu gì trọng hết có mày thử mấy ơi cương cương có mày thử mấy ơi ngay ở xuống như là ở đây. Thảo, Thảo học bắt mặt quả xe. Mày là cái thủ bài lao hả mẹ? Tăng, thủ hào học bắt thì lắc. Mày nghe thôi. Hả? Mày nghe thôi. Nghe gì? Mày nghe lắm. À. Có một cuộc đời họ mang ngay như gì thì mày nghe một khảm. Mẹ con chim nó bay mà nè. Bông hỏi đi thì ế bảo. Chém ô chèo 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 chị bơ hiệu chèo chèo chào anh em dân tuổi à.
Chào 5.000 người đang xem nha. Cảm ơn một ngày một người mọi người đã xem video của mình. À, mày mày quay sang đây một tí. Mình tự giới thiệu nha. Mình tên Kiên. Không phải Kiên đâu. Thiên. Mình tên là Hà Văn Thiên. Sinh năm 2000. Hiện tại vẫn chưa có người yêu nha. Mình rất chi là học giỏi, giấy khen đầy phòng. Sáng thì học, tối thì cầm dao phóng lợn đi bắn mấy thằng chỉ quan không biết nhục, rồi bán cái tài khoản cá nhân lên trên mạng xã hội, mục đích để khiêu khích. Bán tài khoản cá nhân lên trên mạng xã hội, mục đích để khiêu khích. Bây giờ ấy, cưới con quay, cầm quả phóng lợn ra. Khét. Đây là thanh gióng 3.0 em ạ. 2.0. Bây giờ chỉ có cưới máy thôi. Bắn. Khét. Thanh gióng 2.0. À, cơ này à, cuốn mà cái cờ này nhỏ cuối nè. Quay cho bé, hết pin hả? Nhi, chị luôn tôi, ngoài thằng đây. À, bơ ca cho mà ăn mới phải video không luôn. Thế như bạn làm một cái bò á. Rồi, anh như bạn làm cái video á bò, cái này cái thịt phổ. Thế như bạn làm cái video hả? Đi cái từ phố. Tao đi quay hai tám ngưng. Hòa tay ở kêu rồi. Ta hôm một người mà tay bố lên quân số lô bán tiền. Mẹ gia ta bán ở bên nào mẹ. Ở chỗ này tay cười hay là bán gì vậy. Chiu 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 chiu.
Cao Hồn, Trời Keo, Sư Pát, Xuân Phá. Cô ơi, cô không quay nữa nào, cô không quay nữa nào. Giờ tranh sẽ nói dòng đác dòng thì sao? Lão nhân viên mẹ chết khu là ba là đi em sang mùa hạ, đi em sang mùa đông, thì mẹ em ba thằng kia xuống đây bố về bảo đi em sang mùa hạ, hôm em băng qua mùa đông cười gió xuân, hôm em vào lòng tụi em sang mùa đông, tụi em lòng mùa đông, tụi em mới không được tay đưa mặt em chúng tôi hào gầy. Em xin người đoan hôm trường, mưa mặt trời trong anh cũng giọt hơn, tôi thơm như lá đồng bồng, người hãy đăng lên em và lòng. Ôi em ơi, sao em mặc quần áo màu xanh thế, em là công an à? Còn anh là tội phạm, em bắt anh đi tàng hả lồng. Ô chín 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 ba na pa ơi à có bệnh dốt hả ba na pa nè chi nè là cái này đôi các bạn biết cái này là cái gì này. Bakabum pamatina a it au pi si pasi 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 si sai ai ga bo jin pat a pa ke ve sam mo ro ya do ve jin pat ko la sam ja si pat no mo jin pat mo mo ang mo ang sin ya to yin pat bo ta ha mo mo ja ờ tại tôi đang lặng tôi luôn đang ngồi ăn một tôi đang tôi chuẩn bị tôi luôn có đây là buồn phải có đây là tiêu bọt tiêu bọt các bạn
Alo, alo. Có ai đấy không nhỉ? Alo, lại là mình Kiên đây. Kiên review nha. Hôm nay Kiên sẽ đi review các loại cây để vật đồ sạc. Chồng đứng ngay là vang là phá cười đấy. Hello mọi người, ở đây sau mình đã có hello mọi người. Một cặp cúm này mà ở đằng sau mình đang có một cái cây gọi là cây là nó cây không biết phải cây ăn quả không mà có quả nâu đỏ to bằng cái bát tô tô to nhà mình ấy, tô to nhà tay dùng ấy. bát to ấy. Bây giờ là 12:01 nha, nắng nóng như này. Đây, đây là một vườn cây cổ thụ rất chi là to. Thế mình cho bên kia mình giới thiệu nốt cho các bạn mấy cái cây giống cây thông mà lại không phải cây thông. Cháu ăn cơm hộp được. Cháu ăn rồi. Ăn rồi. Vâng ạ.
Năm lời này người anh yêu ơi, em đã chưa đêm nay anh đau thật nhớ em rất nhiều, dù chưa em một lần nhưng biết xa bên năm trọn đời. Anh mong một ngày được gặp em, anh ngủ ngon đi nhé, vợ yêu tương lai của anh. Chìm vào giấc mộng xanh, quên đi hết những bận phiền. Chắc quy tắc sinh số cho chúng ta không thể gặp nhau. Để hãy chờ anh nhé, anh sẽ đến đến ngày thôi. Nhiều ngày dài trong lòng, anh chỉ muốn thấy em một mình. Kể với nỗi nhớ thương mà gặp em. Hello, lại là mình đây. Mình hôm nay mình sẽ đi review phim. Mà chị à, đó chụp anh cho luôn đó. Anh em à, đợi mình tính này. Đây là con nào lại phải xoay. Ôi, xuống chuối xoay rồi. Hôm nay các cháu ăn cơm trưa cho ăn, ra nhà cô mà ăn. Ăn mì tôm. Khoảng cá bó mê chứ. Đi. Nhí phải xoay cá. Không có xoay ngon, chứ không có xoay chùa. Nè. Hả? Nhìn nè, nhìn nè. Hả ní là chụp ạ. Chụp anh à, ta phải tìm lấy bài xoay nữa. Nó chung mẹ phải anh nha. Video mình xin kết thúc tại đây nha. Hẹn mọi người vào video tiếp theo của mình nha.